Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện, gồm Tân Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Cát Tiên, Bảo Lâm, Lâm Đồng và Bù Đăng, Bình Phước, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km về phía Bắc. Đặc trưng của vườn quốc gia này là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới. Vườn quốc gia Cát Tiên được chia thành nhiều phần. Phần nằm trên địa bàn Cát Tiên và Bảo Lâm, Bảo Lộc cũ, thường được gọi là khu vực Cát Lộc. Khu vực này dành để bảo tồn loài tê giác. Phần trên địa bàn Tân Phú và Vĩnh Cửu thường được gọi là khu vực Nam Cát Tiên. Khu vực này có khoảng chục vùng đất ngập nước như Bầu Sấu, rộng 5-7 hecta thuộc huyện Tân Phú, Bầu Chim 50-100 hecta, Bầu Cá, Bầu Đắc Lớ, Trảng Cò, v.v. Bầu Sấu còn là tên gọi chung cho toàn bộ các vùng đất ngập nước rộng khoảng 137,6 km2, trong đó 1,5 km2 ngập nước thường xuyên, 53,6 km2 ngập nước theo mùa, và phần còn lại có độ cao tuyệt đối không quá 125m ở Nam Cát Tiên. Phần trên địa bàn Bù Đăng thường được gọi là Tây Cát Tiên. Đến năm 1978, vườn quốc gia được thành lập và chia thành hai khu vực, Nam Cát Tiên và Tây Cát Tiên. Khu vực Cát Lộc phía Bắc Cát Tiên cũng được bảo tồn do ở đây có loài tê giác Java sinh sống. Chính nhờ loài tê giác này đã làm khu bảo tồn này được cộng đồng thế giới quan tâm. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 10 năm 2011, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và Quỹ Bảo tồn Tê giác Quốc tế công bố loài tê giác Java đã chính thức tuyệt chủng tại Việt Nam. Hiện nay, vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Với số lượng hơn 20 vạn dân sống tiếp giáp, đây là một áp lực rất lớn cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Do đó, để bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên quý giá này, thì việc tăng cường hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong thời điểm cận Tết, các hoạt động xâm hại đến rừng cùng với nguy cơ cháy rừng thường xảy ra hơn. Like a star in the sky, I'm okay. Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, tôi và đồng nghiệp được dịp đến với vườn quốc gia Cát Tiên, thuộc xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Để đến vườn, chúng tôi phải đi qua sông Đồng Nai trên một chuyến phà nhỏ của khu du lịch vườn quốc gia Cát Tiên. Sông Đồng Nai được biết đến là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Khởi đầu trong chuyến khám phá vườn quốc gia Cát Tiên, chúng tôi trải nghiệm thực tế xem thú rừng về đêm. Tại đây, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chuyên chở du khách trong và ngoài nước di chuyển trên với tổng quãng đường 12 km đi và về trong thời gian khoảng 1 tiếng. Lúc này, hướng dẫn viên chỉ tay về phía trước và cho biết đoàn sẽ di chuyển đến những trảng cỏ bạc ngàn trên cung đường rải bê tông dài quanh co, hai bên là hàng cây xanh bạc ngàn. Với sự đa dạng về các loài động vật, như 40 loài nằm trong sách đỏ thế giới, bao gồm voi châu Á, bò tót, gấu chó, gấu ngựa, trâu rừng, nai và hàng trăm loài gỗ, lan rừng quý hiếm. Vườn quốc gia Cát Tiên từ lâu đã nổi tiếng là địa điểm có khí hậu trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp, là điểm đến được nhiều người yêu thích, nhất là giới trẻ và du khách nước ngoài. Đặc biệt, sinh cảnh nơi đây rất lý tưởng đối với các loài thú móng guốc, để nhìn ngắm các loài nai, nhím, thỏ, chồn, mến đang tìm kiếm thức ăn trong đêm. Tùy theo mùa và thời tiết trong năm, cộng thêm một chút may mắn, đoàn có thể gặp được đàn bò tót sừng sững một vẻ đẹp khỏe mạnh đầy hoang dã. Trong chuyến đi này, chúng tôi may mắn được trực tiếp chứng kiến cảnh thú rừng ăn đêm dọc theo hai bên đường như con nai, con mang rừng, con hoẳng, hay còn gọi là con mễn theo rừng. Một nhân viên trong chuyến trải nghiệm cho biết, thú rừng ở đây rất phong phú.
Tuy nhiên, tùy thời điểm chúng mới xuất hiện nhiều với đủ loại thứ, có nhiều loại quý hiếm. Cũng trên chuyến hành trình xem thú đêm, chúng tôi đi qua tuyến đường dẫn đến Kenya. Lữ quán được đánh dấu bởi cây Kenya cổ thụ cao lớn, đứng sừng sững đánh dấu mốc lộ trình. Cây Kenya còn có tên là cây cầy, một trong những loài cây gỗ lớn đặc trưng của vùng núi rừng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Cây gắn liền với văn hóa bản địa của cộng đồng dân tộc thiểu số hai vùng địa lý trên, được nhìn thấy thú rừng tại vườn Cát Tiên. Nhiều du khách đến đây cảm thấy thích thú. Tên là Chi, mình ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì nói chung là mình cũng biết về cái vườn quốc gia Nam Cát Tiên này cũng từ lâu rồi, và mình lần này nữa là mình lên đây là lần thứ hai đó. Nhưng mà mình đi bữa nay được một chuyến đi dã ngoại, một chuyến cuối năm như thế này thì mình thấy rất là vui, khí trời rất là mát mẻ, rồi đi xem những chú u nai, chú mển này kia rất là dễ thương đó. Rồi vườn thì cũng đẹp đó, rồi đi rồi có các chú này kia là cũng vui, rồi các bác tài và cái chú hướng dẫn viên này kia cũng nhiệt tình vui vẻ đó. Thì mình cũng mong là ví dụ như là có thể là quảng bá lên trên truyền hình hay là thông tin đại chúng này kia để cho nhiều bạn bè ở khắp nơi để biết tới cái vườn quốc gia Nam Cát Tiên của mình, và đến tỉnh Đồng Nai, đến cái vườn quốc gia Nam Cát Tiên Tân Phú này mà tham quan. Rồi mình cũng mong rằng là nhà nước và tập thể, từ tập thể cá nhân này kia cũng hết sức là quan tâm và có trách nhiệm để bảo tồn cái vườn quốc gia Nam Cát Tiên này, để càng ngày càng phát triển cho nó đẹp hơn và nó được bền vững hơn. Hiện nay, vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Với số lượng dân sống tiếp giáp lớn, nên công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được các cán bộ hạt kiểm lâm nơi đây đặc biệt quan tâm. Để bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên quý giá này, thì việc tăng cường hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong thời điểm cận Tết, các hoạt động xâm hại đến rừng cùng với nguy cơ cháy rừng thường xảy ra hơn. Dẫn chúng tôi đến một số điểm cần tăng cường bảo tồn bảo vệ thường xuyên. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên có vai trò đặc biệt quan trọng, nên việc bảo vệ, bảo tồn các giá trị của hệ sinh thái và đa dạng sinh học là rất cấp thiết trong hiện nay và tương lai. Do đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên đã tổ chức triển khai nhiều kế hoạch quan trọng nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển bền vững môi trường rừng, sử dụng rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã và đang có nhiều hoạt động bảo tồn mang lại hiệu quả cho hệ sinh thái hoang dã, cũng như lợi ích thiết thực đối với cộng đồng. Với đường ranh giới trải dài 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Vườn Quốc gia Cát Tiên được biết đến là một trong những khu vực bảo tồn lớn nhất cả nước. Với địa hình đa dạng, đây là nơi lưu trữ bảo tồn các giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái của cả nước.
Theo chân những cán bộ thực hiện bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên, chúng tôi ghi nhận xung quanh vườn có mật độ dân cư sinh sống còn khá cao, cuộc sống của người dân trong vùng lõi, vùng đệm của vườn còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, điều này cũng tạo sức ép lớn lên công tác quản lý bảo vệ rừng. Một số vụ khai thác lâm sản trái phép quy mô nhỏ vẫn còn xảy ra, vườn vẫn đang phải đối diện với một số nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng, đòi hỏi cần có các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế mất rừng, suy thoái rừng và suy giảm đa dạng sinh học. Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên, trong những năm qua, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên được Vườn Quốc gia Cát Tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Trong đó có hơn 31.600 hectare đã được ký hợp đồng khoán bảo vệ với 45 tổ, với hơn 1.200 hộ nhận khoán và hai đơn vị tập thể công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, lực lượng của vườn tự bảo vệ là hơn 47.000 hectare. Qua kết quả kiểm tra hàng năm đều cho thấy các cá nhân tổ chức được giao bảo vệ rừng thực hiện khá tốt các công việc đã cam kết, không để bị mất rừng, suy thoái rừng. Nhờ thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng, ý thức người dân trong bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, thu nhập của người dân cũng được cải thiện, giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Một sở thị công tác tuần tra, bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của những người được giao nhiệm vụ nơi đây. Cũng nhờ công tác bảo tồn hiệu quả, gìn giữ được hệ sinh thái với các loài động thực vật phong phú, Cát Tiên là điểm du lịch ngày càng hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Để làm được điều đó, phải cần đến những con người với đôi chân không mỏi đem bình yên đến cửa rừng. Anh thì trong quá trình tuần tra thì càng ngày nó càng có những cái mà các cái hành vi cũng như các cái đối tượng mà thay đổi các cái quy trình quy luật tuần tra, nó cũng rất là khó khăn cho cái việc mà anh em tổ chức là tuần tra rộng vì địa bàn nó rộng, đấy, đường đi lại cũng rất hết sức là khó khăn, cho nên là quá trình tuần tra thì cũng là gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì là cũng không chỉ vì khó khăn đó mà anh em lơ là, thì anh em thường xuyên tổ chức trinh sát, rồi là tổ chức tuần tra, kiểm tra, tìm hiểu các cái dấu vết để làm sao để mà tổ chức ngăn chặn có hiệu quả nhất và ngăn chặn triệt để các cái loại hành vi vi phạm mà xâm nhập vào rừng trái phép. Thường thì ở vườn quốc gia Cát Tiên thì là thời điểm nào nó cũng đều là trọng điểm. Tuy nhiên trong thời điểm này thì về dịp Tết trước, trong và sau Tết là cái thời điểm mà cao điểm nhất là về các nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm từ rừng thì cũng rất là cao đối với một số các cái đối tượng mà không có nghề nghiệp ổn định. Thì trong những cái thời điểm này thì anh em là cũng đã xây dựng kế hoạch rất là sớm, cũng là có các cái phương án để bảo vệ làm sao mà đạt cái hiệu quả tốt nhất. Tương tự, một kiểm lâm viên trạm kiểm lâm cơ động thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên cũng chia sẻ, quá trình vào rừng tuần tra gặp nhiều khó khăn, đặc biệt có những đối tượng vi phạm sử dụng súng rất manh động. Nói chung là khó khăn, nói chung là lúc mà các dịp mà như mưa bão ấy thì anh em mình phải chịu khó đi lại ấy, mình phải dấu vết ấy, mà các trang thiết bị mình chuẩn bị hết rồi, không để dấu vết anh em đi, mình chứ lâm tặc nó đi để mình phải tuyệt đối bí mật và đi lại, tránh trường hợp để nó biết là biết là thông tin không coi như là mà nó biết là kế hoạch đó coi như là bị lộ thông tin là nó mình chứ không bắt đối tượng vi phạm thì săn bắn hoặc gỗ. Hai là thì một số cái đối tượng nó thường nó manh động, sẵn sàng nó gặp cái lực lượng kiểm lâm sẵn sàng chống trả bằng cả cái thiết bị nó chuẩn bị trước, rất là manh động. Cho như trước đây thì nó cũng trở hơn nhiều, bây giờ rất manh động và cả cái hành vi chủ yếu manh động đấy là sử dụng các loại súng săn. Thì những cái đối tượng nó sử dụng súng này thì theo cái nghị định mới 144 năm 2021 thì nó là khởi tố hình sự bằng các cái đạn nổ, nên cả đối tượng bất chấp mọi cái phương thức để tẩu thoát chống trả quyết liệt. Thấu hiểu được những khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên, những cán bộ kiểm lâm viên, cán bộ hợp đồng bảo vệ rừng đã động viên nhau cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Sẵn sàng nó gặp cái lực lượng kiểm lâm, sẵn sàng nó chống trả bằng các cái thiết bị mà nó chuẩn bị trước, rất là manh động. Như trước đây thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều, bây giờ là rất manh động và cả cái hành vi chủ yếu manh động đấy sử dụng các loại súng săn. Thì những cái đối tượng nó sử dụng súng này thì theo cái nghị định mới 144 năm 2021 thì nó là khởi tố hình sự bằng các cái đạn nổ, nên cả đối tượng bất chấp mọi cái
cái nhiệm vụ khác mình ăn đâu. Còn tất nhiên thì ngoài cái thời gian dành thì sau khi anh em làm về quê ăn Tết đảm bảo an toàn, an toàn cũng đi cũng đến đi chơi xuân, không khí thực hiện trong cái Tết thì quay lại cái nhiệm vụ. Về thực vật, vườn quốc gia Cát Tiên có tổng số 1.655 loài thuộc 168 họ và 57 bộ khác nhau, chiếm tới 62% tổng số bộ và gần 55% tổng số họ thực vật ở Việt Nam. Về động vật, vườn quốc gia Cát Tiên có 1.729 loài động vật, trong đó có một số loài động vật quý hiếm bị đe dọa ở mức toàn cầu như voi bò tót, cá sấu nước ngọt, gấu chó, chà vá chân đen, trăn đất, trăn gấm. Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu rừng chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý báu không riêng của Việt Nam. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001. Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận khu đất ngập nước Bầu Sáu là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế vào năm 2005. Và gần đây, vào đúng ngày du lịch thế giới ngày 27 tháng 9 năm 2012, chính phủ Việt Nam đã xếp hạng vườn quốc gia Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt. Nhắc đến vườn quốc gia Cát Tiên, nhiều du khách du lịch nước ngoài cảm thấy thích thú khi được đặt chân đến đây, đồng thời đánh giá cao việc tăng cường hoạt động bảo vệ rừng và động vật hoang dã, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Cát Tiên của các cán bộ kiểm lâm. What can I say? I think they are doing a very great job. I mean, you can see watching the forest is very clean, very natural, and there is not too much noise, and you know, sometimes you go around and you see that that could be some like wasting around, but this forest is very clean, and I think this means that they are doing a great job. Yeah. Đằng sau sự hiện hữu của những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, ít ai biết được những hy sinh của hơn 200 con người với đôi chân không mỏi đem lại sự bình yên đến cửa rừng. Suốt những năm qua, họ luôn âm thầm đi tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và động vật hoang dã, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Cát Tiên. Về công tác quản lý bảo vệ rừng tại vườn quốc gia Cát Tiên thì hàng năm hạt kiểm lâm đã chủ động xây dựng cái phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung vào các cái dịp mùa cao điểm như mùa khô từ tháng 1 đến tháng 6, về mùa ươi, mùa măng, đặc biệt là cái dịp trước, trong và sau Tết. Thì thường các cái dịp này thì các cái đối tượng thường xâm nhập vào rừng để vi phạm để kiếm tiền thu thuế. Về cái công tác quản lý bảo vệ rừng với tinh thần bảo vệ rừng tại gốc, anh em mình là chủ động tuần tra kiểm soát, hiện nay sử dụng cái ứng dụng smart mobile và công tác tuần tra bảo vệ rừng. Thì cơ bản từ đầu năm đến nay thì tình hình vi phạm cũng đã được kiểm soát, ngăn chặn xử lý được 45 vụ với 48 lượt người vi phạm. Về cơ bản cái hành vi vi phạm là quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng, từ khi mà các cái đối tượng vừa bước chân vào rừng thì đã ngăn chặn và xử lý rồi, nên cái thiệt hại về tài nguyên rừng nó không có cái thiệt hại lớn xảy ra. Về cái dịp Tết thì thường bà con nhân dân thì được nghỉ ngơi ở nhà ăn Tết. Tuy nhiên anh em lực lượng kiểm lâm trong cái kế hoạch xây dựng 50% quân số phải trực ở đây để tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, 50% anh em được về nhà ăn Tết. Sau đấy thì đến trưa mùng 2 Tết 12 giờ trưa tổ chức giao ca, cái lực lượng kiểm tra kiểm soát phải đảm bảo. Về đối với những cái khó khăn vất vả của anh em thì ban giám đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn cũng có những cái hỗ trợ thiết thực đối với những cái gia đình cán bộ kiểm lâm viên có hoàn cảnh khó khăn, thì công đoàn đến thăm hỏi chúc Tết. Bên cạnh đấy thì anh em ở trong toàn đơn vị thì cũng có được thăm hỏi chúc Tết và có thưởng một phần kinh phí để chăm lo đời sống cho
gia đình của cán bộ kiểm lâm viên. Ở vườn quốc gia Cát Tiên, ngoài công tác tuần tra bảo vệ bảo tồn hệ sinh thái nơi đây, vấn đề đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng được ban quản lý vườn đặt lên hàng đầu. Theo đó, để đảm bảo phát huy tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thiết bị máy móc luôn được bảo quản, bảo trì thường xuyên. Đặc biệt, mỗi cán bộ hạt kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên đều được tập huấn nắm các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ xử lý các tình huống về cháy nổ khi xảy ra. Ngoài ra, vườn quốc gia Cát Tiên luôn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân về thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các điểm cơ sở để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót để công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt nhất. Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu rừng chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý báu không riêng của Việt Nam. Hiện nay đã và đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu về thực vật rừng, động vật rừng nhằm phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái, phục hồi loài, làm cơ sở cho công tác theo dõi, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả lâu dài của các hoạt động bảo tồn, điều quan trọng là tạo được nguồn sinh kế bền vững cho cộng đồng sinh sống xung quanh vườn. Do đó, Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng đang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức đơn vị thực hiện các dự án nghiên cứu về thực vật rừng, động vật rừng, các loài thủy sản nắm để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái, phục hồi loài, làm cơ sở cho công tác theo dõi, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, thúc đẩy hợp tác bảo tồn được Vườn Quốc gia Cát Tiên chú trọng triển khai, trong đó có hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học, dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học VFBC do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Cát Tiên đang duy trì thực hiện dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác rừng châu Á AFOCO với tổng kinh phí là 1 tỷ 232.000 USD. Rời xa Vườn Quốc gia Cát Tiên hướng về thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt chặng đường chúng tôi luôn nhớ về miền hoang dã còn sót lại ở Việt Nam và thầm cảm ơn những con người nơi đây.